Xin chào tất cả anh em nhé. Thì dạo gần đây mình bận công việc nên là không được lên video thường xuyên cho mọi người. Thì mãi hôm nay là rằm, không biết mọi người ăn rằm thế nào rồi nhỉ? Mình thì đi làm xa nhà, xong rồi hôm nay mới rảnh, mới có thời gian để lên video cho anh em. Đây, hôm nay mình vừa nhận được hàng này, mình vừa mới bóc cái băng dính ra thôi. Mọi người biết trong này là con gì không ạ? Đây, để mình mở ra cho anh em xem luôn nhá. Đây, đây mình sẽ cho mọi người xem một cái thành viên mới. Đây, mọi người nhìn lên nó chưa? Đấy, rất là đẹp. Đây là một con rùa tai đỏ albino mọi người ạ. Đây, đây mình dơ ra nắng cho mọi người xem. Nhưng hôm nay trời đang có nắng, mình đang cho con common của mình nó phơi nắng ở ngoài này này. Để mình đặt con common sang bên này cho nó nhiều nắng. Ê, giới thiệu mọi người, đây là dòng rùa tai đỏ albino này. Mình sẽ rửa qua nhé, để ê, mình sẽ cho cái bể cá này mình rửa qua để anh em nhìn cho nó sạch sẽ đẹp hơn. Đây, đây là một dạng biến thể, gọi là nó là đột biến của dòng rùa tai đỏ mọi người ạ. Cái móng của nó rất là dài này. Con này là con đực nha anh em. Đây mọi người nhìn cái bộ neo của nó, nhìn bách chưa. Đây mà để nếu mà phân biệt giữa một con tai đỏ albino với một con tai đỏ thường thì giờ mình sẽ lấy cho anh em xem nhé. Đây, trong này mình có nuôi một con tai đỏ với cả một con rùa mát này. Đây, để mình bắt con tai đỏ thường này. Đây mọi người nhìn thấy con tai đỏ bình thường nó như nào chưa? Mai của nó sẽ hơi xanh xanh vàng vàng. Đấy, bên dưới nó sẽ như này mọi người ạ. Đây là một con tai đỏ bình thường, thông thường. Nhưng mà với cái con tai đỏ albino này ấy, thì cái sắc tố đen của nó gần như là nó mất hoàn toàn nhé. Đấy, trên người của nó sẽ có một cái màu vàng với cả trắng. Cảm giác cái màu của nó như cái quả chanh vàng ấy mọi người. Bình thường thì mình cũng không thích nuôi những cái dòng rùa cộng đồng lắm ấy. Mình thích nuôi những dòng kiểu là snapping ấy, common ấy. Nhưng mà dạo gần đây thì cũng kiểu chán, cũng không biết là nuôi thêm dòng gì nữa. Thì mình cũng muốn nuôi mỗi loại cái rùa, mình cũng muốn nuôi cái dòng rùa cộng đồng ấy, là mỗi loại một con. Đây, mình sẽ cố gắng là mình sưu tập thêm. Đây, trong này còn có mấy cái con rùa sọc ấy. Nhưng mà chúng nó có 4-5 con thôi, nhưng mà giờ chúng nó đang lặn hết rồi. Để giờ mình sẽ thử lấy một ít cám nhé, xong rồi mình sẽ rắc lên là chúng nó sẽ ngoi lên chúng nó ăn. Đây mọi người nhìn này, mình chuẩn bị rắc phát là chúng nó sẽ ngoi lên nhé. Đấy mọi người nhìn thấy con thứ hai đang ngoi lên rồi này, lại lặn xuống rồi. Chắc là chúng nó chưa thấy cá mọi người. Sáng nay thì mình cũng cho chúng nó ăn no một lần rồi ấy. Thấy mỗi cá ngoi lên rỉa thôi. Đây, có một con kia thì là đang ăn rồi. Đây mọi người thấy con thứ hai chưa? Chúng nó không biết chúng nó lặn đâu hết rồi. Thì sau mình cho ăn mình sẽ cho mọi người xem nhé. Quay trở lại với cả cái dòng rùa tai đỏ này thì nó cũng là một dòng mà mọi người không nên thải ra ngoài tự nhiên, vì nó cũng là một cái loài rùa ngoại lai ấy. Nó không phải là thuộc rùa của Việt Nam mình, và khi mà mọi người thải ra ngoài tự nhiên thì nó sinh sôi rất là nhanh và nó sẽ gây mất cân bằng cái môi trường tự nhiên của Việt Nam. Nên là mọi người mình chỉ nuôi ở trong nhà nha, đừng phóng sinh những cái dòng rùa này ra ngoài cộng đồng. Rất là đẹp. Con này thì chắc là mình sẽ cho vào cái bể bên này mình nuôi thôi.
Đây, còn con này thì mình vẫn nuôi chung với cả con rùa map. Ôi, mình sẽ thử cho nó ăn xem nó ăn không nha mọi người. Con mèo nó cứ nghịch quá, chắc là con rùa nó sợ ấy. Nó cứ lục sục ở bên ngoài này, mọi người nhìn. Nó cũng khá là lớn này. Nó về nó ở với mình cũng được 2 tuần rồi mọi người. Con rùa nó thò được cái đầu ra này mọi người này. Nên mọi người nhìn cái mắt của nó màu đỏ nhá. Thì cái dòng rùa tai đỏ albino ấy thì là mọi người cứ nuôi như là con tai đỏ bình thường thôi, nó không có một cái khác biệt gì mấy. Mọi người có thể cho nó ăn cá nhỏ hoặc là cám. Nó đang chuẩn bị di chuyển, chuẩn bị bơi này. Thì chỉ nhưng mà cái dòng này ấy, có một cái mọi người sẽ phải lưu ý cho mình, đấy là mắt của con những cái con rùa albino nó sẽ rất là yếu và nó kém. Tại mình cũng không rõ là cái này có phải là lỗi do người ta lai tạo hay gì không, nhưng mà mắt của những dòng này thì nó sẽ kém hơn là những cái dòng rùa bình thường nhé. Và một cái lưu ý nữa là khi mà mọi người phơi nắng thì mọi người sẽ tránh để cho mắt của con rùa này nó tiếp xúc với ánh nắng mặt trời quá lâu, nó sẽ rất là hại. Nếu như có thể thì mọi người chỉ cần mua cái đèn UVA, UVB bình thường ấy, xong rồi mọi người nuôi nó ở trong nhà thì là nó sẽ tốt hơn. Mình sẽ chờ xem sau là nó có chịu ăn không nhé. Đây con mon nó đang bò ra cỡ quậy rồi mọi người. Tí mình sẽ cho vào trong nhà, tại vì mình tắm nắng cho nó cũng được 15-20 phút rồi. Mình sẽ cho vào trong nhà tránh nó mệt quá. Thì ok nha mọi người, cái video của mình hôm nay sẽ kết thúc tại đây nhá. Mình sẽ lấy một cái mái che để mình che con tai đỏ này lên, để phòng nào con mèo nó ra đây nó nghịch, khiến cho con rùa này nó sợ. Ok nha mọi người, hẹn gặp mọi người ở những video sau nhé.